cả Việt Nam, không khí Giáng sinh cũng đang tưng bừng khắp mọi con đường ngõ phố. Và Chuyển động 24 giờ ngày hôm nay cũng mang đến cho quý vị một món quà Giáng sinh rất là đặc biệt. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Xin chào các bạn, mình là Hồng Nhung của Chuyển động 24 giờ. Chúng ta hãy cùng chờ đón điều bất ngờ mà ca sĩ Hồng Nhung sẽ đem đến Chuyển động 24 giờ ngày hôm nay vào ngày Giáng sinh. Nghe thoáng trên bờ đê, cơn gió đông ùa về, chiếc lá non giọt sương rơi ướt trên lòng đường. Album Phố à Phú ơi là CD với 11 ca khúc như Cây vĩ cầm, Phố cổ, Về với đông. Hà Nội chính là nguồn cảm hứng cho những ca khúc trong album này. Dù không còn những bài hát xưa cũ từng làm nên tên tuổi của ca sĩ Hồng Nhung, nhưng với 11 ca khúc trong Phố à Phố ơi vẫn là những lời tâm sự và tình cảm của cô về nơi ấy. Hà Nội của buổi giao thời giữa quá khứ và hiện tại, Hà Nội trong mắt của cô học trò Vũ Cát Tường. Với tôi xưa nay Hà Nội, 7 năm cho sản phẩm âm nhạc mới, 20 năm cho một album thứ hai về Hà Nội. Phố à Phố ơi là tiếng gọi thân thương nơi người con của Hà Nội gửi tiếng lòng mình. Vâng, và chị Hồng Nhung thân mến, tôi thì đang thắc mắc là không biết có điều gì mới ở trong album Phố à Phố ơi, một đĩa nhạc về Hà Nội khi mà khán giả đã rất quen với hình ảnh một cô bống luôn nồng nàn say đắm trong từng câu hát về Hà Nội. Vâng, nếu như phải đến 20 năm Hồng Nhung mới ra được một CD mới về Hà Nội, bởi vì những bài hát rất là trở thành nằm lòng đối với người Hà Nội, như Nhớ về Hà Nội, Nhớ mùa thu Hà Nội của anh Trịnh Công Sơn chẳng hạn, thì đó là âm nhạc theo kiểu trữ tình và rất là classic. Thì với Hồng Nhung, Phố à Phố ơi, như các bạn thấy là cái bìa đĩa ở phía sau, hoặc là đây chính là cái Phố à Phố ơi của Hồng Nhung, thì nhạc sĩ Lưu Hà An đã viết cho Hồng Nhung riêng bài hát này. Với Phố ơi có nhớ, nơi đây có người con gái mang tên một nhành hoa. Vì thế phố với con người có một mối giao lưu, đó là con người lớn lên và trưởng thành bởi vì nơi quê hương của mình, bởi vì phố ở đây ôm ấp và nuôi nấng. Vì thế mới có Phố à Phố ơi, như là em mới nói là nó cũng như là thân thương, như là gọi một người thân của mình. Đúng như vậy, quê hương chính là gia đình, và quê hương là nói nôm na là như là cái tổ cho chú chim lớn lên và để bay đi muôn phương. Và vì thế trong Phố à Phố ơi, đây là một cái âm nhạc hoàn toàn mới của ngày hôm nay, chứ không nhắc lại ký ức giống như là Đoàn Khúc Thu Hà Nội mà 20 năm trước Hồng Nhung đã làm cái đĩa về Hà Nội, mà đến tận hôm nay vẫn còn bán rất là chạy ở tất cả các tiệm đĩa và ở các tiệm nhà sách. Có lẽ bởi vì nhạc Hà Nội đã trở thành một loại âm nhạc gần như là classic, đi vào lòng người, không chỉ dành riêng cho những người sinh ra và lớn lên ở Hà Nội, mà còn cho cả những ai đến nơi đất lành chim đậu này và yêu quê hương này. Vâng ạ, nhưng mà trong cái đĩa CD của chị thì cá nhân tôi cũng rất là tâm đắc với một câu trong bức thư tay mà chị có viết dành tặng cho những người hâm mộ, đó là: có món quà nào hơn thế khi mà quê hương đã cho tôi trái tim để yêu. Và chắc hẳn là cảm xúc của một cô bống sau 20 năm khi mà trình bày những cái ca khúc về Hà Nội sẽ có nhiều sự chiêm nghiệm và nhiều trăn trở hơn, đúng không ạ? Vâng, chính như thế. Khi đã phải ra một nhạc phẩm, một cái tác phẩm âm nhạc mới, đương nhiên nó phải có sự mới hoàn toàn, mới về hình thức âm nhạc, mới về cách thể hiện, và tất cả các bài hát đều mới. Nó là nhịp điệu của Hà Nội ngày hôm nay, nhưng cũng là để thể hiện sự giao thoa giữa một Hà Nội ký ức và một Hà Nội đang phát triển, như là một cái sự phát triển đương nhiên của tất cả những xã hội hiện đại bây giờ. Vâng, và cũng xin là mượn xưa để nói nay, đó là chúng ta đã đề cập rất nhiều đến Phố à Phố ơi, nhưng mà cái dấu ấn trong sự nghiệp âm nhạc của ca sĩ Hồng Nhung thì chắc chắn không ai có thể quên được, đó là album Vol 1 Đoàn Khúc Thu Hà Nội. Và đặc biệt là trong thời điểm này khi mà cả nước đang hướng về kỷ niệm 45 năm chiến thắng Hà Nội Điện Biên Phủ trên không, thì mỗi khi mà cái giai điệu và cũng như là cái lời ca của bài hát Hà Nội vang lên, đúng không ạ? Hà Nội của ta
vang lên thủ đô yêu dấu một thời đạn bom, một thời hòa bình, thì rất nhiều người lại được như là được sống lại cái khoảnh khắc hào hùng khi mà nghe cái bài Hướng về Hà Nội. Và chắc hẳn là một trong những người được thể hiện bài hát đó, chị luôn luôn có cảm giác rất là vinh dự. Điều vinh dự nhất và cái tấm huân chương lớn nhất mà Hồng Nhung được nhận qua một cái sự nghiệp ca hát rất là dài của mình, đó là được mọi người cho rằng cô Hồng Nhung này là ca sĩ của Hà Nội. Mới gần đây thôi mà loa phường mới tắt, chứ còn trước đấy có thể mọi người sẽ hơi ghét Hồng Nhung một tí, bởi vì 5 giờ sáng đã bị đánh thức bởi cái tiếng loa phường mà nó khá là nghèn nghẹt và có phần the thé. Cái giọng của Hồng Nhung là dù có đi bốn phương trời, lòng vẫn nhớ về Hà Nội. Hà Nội của ta, thủ đô yêu dấu, một thời đạn bom, một thời hòa bình. Vâng ạ. Vẫn luôn nồng nàn và mê đắm trong từng câu hát mà chị cất lên. Và hôm nay ca sĩ Hồng Nhung đã đến với Chuyển động 24 giờ, đã mang cho chúng tôi rất nhiều những ca khúc rất là tuyệt vời và cả những cái chia sẻ của chị nữa. Và chắc chắn chúng tôi cũng sẽ có một món quà đặc biệt muốn dành tặng cho chị. Và món quà này thì có liên quan mật thiết đến với một nhân vật có gắn kết giữa quá khứ và cả hiện tại của chị nữa. Vâng. Và bây giờ thì có lẽ là tôi xin mời nhân vật đặc biệt đó sẽ bước vào trường quay của Chuyển động 24 giờ. Ôi bố Cương. Ôi con chào bố. Chào con. Vâng thưa quý vị, một cái ôm rất xúc động giữa chào một bố. Cô trò và một người thầy. Và em xin mời thầy ạ. Em xin mời thầy ra đây để cùng trò chuyện với chương trình ạ. Và chị Hồng đây, Nhung chị có thể cho thầy. Chị có thể thay mặt chương trình giới thiệu một chút đến vị khách mời đặc biệt này được không ạ? Con cảm ơn thầy. Thầy tặng Hồng Nhung những bông hoa Hồng Nhung. Rất xúc động. Tôi xin được nói ngay thôi, Lê Hồng Nhung, cô học trò yêu quý của tôi, có một nghị lực tuyệt vời. Trong 3 năm tôi dạy Hồng Nhung ở trường phổ thông cấp 3 Hoàng Diệu, Hồng Nhung đã vượt rất nhiều khó khăn. Trong đó có khó khăn về gia đình, học tập rồi ca hát. Đặc biệt là năm lớp 12, gia đình, ca hát và học tập Hồng Nhung đều vượt qua. Con người rất có nghị lực. Và một điều khác đáng nhớ, đáng khen, đáng ghi nhận Hồng Nhung là rất tôn sư trọng đạo. Có thể nói đây là cái ảnh Hồng Nhung chụp với tôi cách đây 4 năm khi Hồng Nhung biểu diễn Có Phải Em Mùa Thu Hà Nội. Và đây là cái ảnh Hồng Nhung với bạn bè và với thầy giáo cách đây khoảng 1 tháng rưỡi, khi Hồng Nhung từ thành phố Hồ Chí Minh bay ra để dự 30 năm ngày tốt nghiệp lớp 12 của Hồng Nhung. Cô học trò rất tình nghĩa, rất tôn sư trọng đạo và rất đáng yêu. Có thể thầy, nói... Xin cảm ơn Chuyển động 24 giờ đã mời được thầy Cương, mà thường thì khi đi học Hồng Nhung gọi thầy là bố Cương. Và có con mới viết cái bài hát mới, như thầy mới nói là con rất là tôn sư trọng đạo. Là quê hương cho tôi trái tim để yêu là lời con viết ở trong bài hát. Và quê hương chính là những người như thầy, như là con hát ở trong cái câu, con xin mượn cái micro con hát cái câu của là để cho một tôi được lớn lên từng ngày, để chắp cánh tôi bay đi muôn phương, và con đường kia để lớn lên từng ngày, những cây cổ thụ nghiêng bóng ca, ôm ấp ký ức trong tâm hồn tôi. Quê hương cho tôi trái tim để yêu. Vâng, rất là tuyệt vời ạ. Tuyệt vời và quá. Hôm nay khi mà vượt đường xa đến đây thì chắc hẳn là thầy, không biết là thầy cũng như là chị Hồng Nhung có muốn cùng hòa giọng trong một ca khúc đặc biệt nào mà gắn với cả kỷ niệm của cả tiểu hai đoàn 307 là hai thầy trò tôi 3 năm học là luôn luôn cứ vào giờ thầy Cương là cả lớp hát. Thầy mới Hồng Nhung hát một đoạn vâng. nhé. Vâng, mời thầy mà giọng thầy vang hơn giọng con. Ai đã từng đi qua sông cứu Long Giang sông chảo nước xoay, cứu Long Giang sông chảo nước xoay. Ai đã từng nghe tiếng tiểu đoàn, tiếng tiểu đoàn 307. Vâng,
giọng thầy vang hơn giọng con. Dạ vâng, và thưa quý vị, trong chuyển động 24 giờ hôm nay thì chúng ta đã được chứng kiến rất nhiều những điều rất là thú vị. Đó nghĩa là chia sẻ của cô bóng Hồng Nhung với Phố À Phố Ơi. Đó là một cuộc hạnh ngộ của một người thầy và một người trò. Những cành hồng nhung đỏ thắm đã dành tặng cho một cô trò Hồng Nhung của năm nào và vẫn giữ nguyên cái tinh thần tôn sư trọng đạo đó. Và còn cả cái màn hòa giọng ở cuối rất là hào hùng hào sảng của cả hai thầy trò nữa. Giây phút là ngắn ngủi thôi nhưng mà rất cảm ơn cả hai thầy trò đã cùng đến với chuyển động 24 giờ hôm nay. Xin được phép chúc Hồng Nhung khỏe mạnh để hát hay hơn trên con đường nghệ thuật. Chúc hai cháu của ông chóng lớn, hay ăn và chúc con mãi mãi giữ được phong cách của người Hà Nội. Xin cảm ơn thầy ạ. Xin cảm ơn thầy. Thật là tuyệt vời. Trong chuyển động 24 giờ ngày hôm nay được lắng nghe tiếng hát của ca sĩ Hồng Nhung và người thầy của mình. Và phải nói rằng là đây cũng là món quà mà chuyển động 24 giờ muốn gửi tới tất cả quý vị khán giả đang theo dõi chương trình ngày hôm nay của trò chuyện giờ trực tiếp, và hy vọng là đem đến cho quý vị thật nhiều những khoảnh khắc là thú vị, và hy vọng rằng những khoảnh khắc này sẽ đem đến cho quý vị một ngày Giáng sinh thật là ấm áp và an lành. Chúng tôi sẽ không quá tham lam nếu như yêu cầu chị Hồng Nhung hát thêm một vài câu hát để gửi tặng quý vị khán giả trong chuyển động 24 giờ ngày hôm nay thay cho lời chào kết của chương trình, được không ạ? À vâng, biết hát câu hát gì bây giờ nhỉ? Hà Nội xưa và nay đúng không ạ? À vâng, được chứ, được chứ. Là thí dụ như là bài gì nhỉ? Bài hay là nhớ hướng về Hà Nội. À Hà Nội mùa thu cây cơm nguội vàng, cây bàng lá đỏ nằm kề bên nhau phố xưa nhà cổ, mái ngói thơm nở. Hà Nội mùa thu Hà Nội, mùa hoa sữa về thơm từng con gió, mùa cốm xanh về thơm bàn tay nhỏ, cốm sữa vỉa hè thơm bước chân đi.